Xin kính chào và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Ảng. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả cùng nghe phần tin. Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 12 vào chiều ngày 29 tháng 12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý chủ trương việc ban hành chuẩn nghèo mới. Theo đó, Thủ tướng đồng ý chủ trương việc ban hành nghị định quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia cho 5 năm tới, từ năm 1993 đến nay, Việt Nam đã 7 lần ban hành chuẩn nghèo quốc gia. Với chuẩn nghèo mới, đây sẽ là căn cứ để xác định chính xác hơn hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều trong toàn quốc, đồng thời làm cơ sở thực tiễn để xác định mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo trong văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ 13 cũng như nghị quyết của Quốc hội và chính phủ trong 5 năm tới. Về bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới trong 5 năm tới, Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình Thủ tướng xem xét, ban hành. Cũng trong 5 năm tới, chính phủ phấn đấu có thêm ít nhất 1.776 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đưa tổng số xã đạt chuẩn lên 80% từ mức 62% hiện nay. Mỗi tỉnh, thành phố phân đấu có hai đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến số vốn cần huy động để thực hiện chương trình này là hơn 2,6 triệu tỷ đồng, tăng 25% so với nhiệm kỳ này. Về công tác xây dựng pháp luật năm 2021, Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ thị số 43 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật vừa được ban hành đầu tháng 12 sau hội nghị toàn quốc về công tác này. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các đại biểu Quốc hội về dự luật Giao thông đường bộ sửa đổi và luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trong đó, lưu ý làm rõ sự cần thiết, phạm vi điều chỉnh mối quan hệ giữa hai dự luật. Bộ Công an tiếp thu ý kiến về dự luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, trong đó lưu ý về sự cần thiết cảnh báo chính phủ xem xét, thảo luận cùng với chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2021. Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo các bộ chỉ đạo sát sao việc xây dựng, ban hành 15 năm văn bản quy định chi tiết còn nợ động, Đồng thời củng cố tăng cường cán bộ giỏi về chuyên môn cho vụ pháp chế ở tất cả các bộ và bộ trưởng phải trực tiếp chỉ đạo vụ này cũng như công tác xây dựng pháp luật. Sáng ngày 30 tháng 12 năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Ảng tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đại diện Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đại diện thường trực Hội đồng Nhân dân Ủy ban Nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các ban xây dựng đảng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra huyện ủy. Năm 2020, cấp ủy tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng ban thường vụ huyện ủy ủy ban kiểm tra huyện ủy đã tổ chức thực hiện tốt các nội dung kiểm tra giám sát theo chương trình phương thức tiến hành các cuộc kiểm tra giám sát có nhiều đổi mới đảm bảo đúng quy trình chất lượng kiểm tra giám sát được nâng lên việc thực hiện chương trình kiểm tra giám sát của cấp ủy ủy ban kiểm tra cơ sở đi vào nền nếp hơn tập trung kiểm tra giám sát việc chấp hành các chỉ thị nghị quyết của đảng pháp luật của nhà nước Việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ từ huyện đến cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, việc chấp hành quy chế làm việc, sửa chữa khắc phục hạn chế, yếu kém đã chỉ ra, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác nắm bắt tình hình tổ chức đảng và đảng viên được quan tâm phát hiện và chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, tạo được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn cho cơ sở, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Tiếp nhận chỉ đạo, theo dõi và giải quyết khiếu nại, tố cáo, xem xét, kết luận và xử lý đúng mực các trường hợp vi phạm. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát trong năm đã góp phần nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết, ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần giữ vững ổn định tình hình và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị và toàn huyện năm 2020. Trên cơ sở chương trình hành động của ban chấp hành đảng bộ huyện và của cấp ủy cấp mình, nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của từng địa phương, cơ quan, đơn vị Cấp ủy, ủy ban kiểm tra xây dựng và thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp năm 2021 theo hướng có trọng tâm, trọng điểm gắn với việc nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện, nghị quyết đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Phối hợp có hiệu quả giữa các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra với các cấp, các ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhất là việc xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, thanh tra, giám sát của Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, các ban xây dựng đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện ở cơ sở trong năm 2021. Cụ thể hóa các quy định của Trung ương, của tỉnh và sửa đổi, bổ sung các quy định hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn, cập nhật kiến thức quy định mới về công tác kiểm tra giám sát cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra từ huyện đến cơ sở. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, đảm bảo tiến độ và chất lượng, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp trên. Cũng tại hội nghị, ban thường vụ huyện ủy đã khen thưởng cho 9 tập thể và 11 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác kiểm tra giám sát năm 2020 chiều ngày 29 tháng 12, Công an huyện Mường Ảng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai chương trình công tác năm 2021 và phát động phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Vũ Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, đại diện một số phòng ban công an tỉnh, chỉ huy các đội nghiệp vụ công an huyện và trưởng công an các xã thị trấn trên địa bàn toàn huyện năm 2021 dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp toàn diện của Đảng ủy Công an tỉnh, của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, các cấp, các ngành, các đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân trong huyện, Công an huyện Mường Ảng đã phát huy tinh thần chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên từng lĩnh vực công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó nổi bật là đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, phương án, kế hoạch lớn về công tác an ninh trật tự, công tác phòng chống tội phạm, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự, chủ động tham mưu, ra soát nguồn nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy của các đảng bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và đại hội đảng bộ huyện Mường Ảng lần thứ 23 làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, góp phần ngăn chặn, kiểm soát dịch trên địa bàn huyện. Nhờ đó, trong năm 2020, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Năm qua, công an huyện đã điều tra làm rõ 18 vụ, 19 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội, bắt giữ 76 vụ, 82 đối tượng tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy, khám phá nhanh các vụ án có tính chất phức tạp, được cán bộ và nhân dân đánh giá cao trong năm công an huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đặc biệt là đối với các đối tượng thanh thiếu niên học sinh các khu vực thị trấn không để lấn chiếm hành lang lòng lề đường kiến nghị giải quyết những bất cập trong tổ chức giao thông hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải các điểm đen tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông kết hợp với đấu tranh phòng chống tội phạm đặc biệt là ở các địa bàn trọng điểm các khung giờ và những ngày cao điểm tập trung phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn quá khổ quá tải Kết quả đã tổ chức 1.116 buổi tuyên truyền lưu động, 32 buổi tuyên truyền luật giao thông đường bộ, phát hiện xử lý gần 300 trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ, thu phạt trên 120 triệu đồng. Phát huy kết quả và thành tích đã đạt được trong năm 2021, Nghị quyết của Đảng ủy, Công an huyện Mường Ảng đã xác định các mục tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đồng thời đề ra chủ đề hành động đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả để tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, phấn đấu năm 2021 hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác đề ra. Tại hội nghị, Công an huyện Mường Ảng tổ chức phát động phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm 2021 đến toàn thể cán bộ chiến sĩ đơn vị. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án 297VC về đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh và nhiều tập thể cá nhân được các cấp khen thưởng. Sáng ngày 29 tháng 12, tại hội trường Ủy ban nhân dân huyện, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2020, triển khai chương trình hoạt động và phát động thi đua năm 2021, đến dự có đồng chí Đinh Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Trong năm 2020, các cấp công đoàn đã phát huy tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động với nhiều kết quả đã đạt được. Công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hoạn nạn, thăm hỏi hàng trăm người, vận động đoàn viên đóng góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, quỹ xã hội công đoàn hỗ trợ xây được hai căn nhà mái ấm công đoàn với số tiền là 60 triệu đồng. Công tác phát triển đoàn viên xây dựng tổ chức công đoàn tiếp tục thực hiện có hiệu quả, Thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện Mường Ảng tiếp tục khắc phục những hạn chế và phát huy hơn nữa những kết quả đạt được để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong năm 2021. Đặc biệt là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt hơn trong công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, công nhân viên chức người lao động. Triển khai hiệu quả các chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, Trước mắt cần tập trung tổ chức tốt các hoạt động chào đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, phối hợp với chính quyền chuyên môn đồng cấp chăm lo đời sống cho công nhân viên chức lao động, nhất là công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động huyện đã tặng giấy khen cho 7 tập thể, 45 cá nhân có thành tích trong công tác công đoàn năm 2020. Ngày 30 tháng 12, Hội đồng Nhân dân thị trấn Mường Ảng tổ chức kỳ họp thứ 11 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Báo cáo của Ủy ban dân thị trấn Mường Ảng trình tại kỳ họp khẳng định, trong năm 2020, nền kinh tế của thị trấn, tổng giá trị sản lượng lương thực cả năm đạt trên 300 tấn, đạt 96% kế hoạch huyện giao. Thương mại dịch vụ tiếp tục phát triển, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được tăng cường, nhiều dự án đầu tư bước đầu phát huy hiệu quả thiết thực, hoạt động văn hóa xã hội có tiến bộ, đời sống của nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, hoạt động chỉ đạo điều hành quản lý của bộ máy chính quyền có nhiều chuyển biến. Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân thị trấn Mương Hàng đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu, thảo luận và quyết định một số nội dung như xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021, báo cáo của ủy ban nhân dân thị trấn về kết quả hoạt động của hội đồng nhân dân xã năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021, báo cáo của ủy ban nhân dân xã về kết quả các ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp lần thứ 10 đến trước kỳ họp lần thứ 11 tờ trình của ủy ban nhân dân thị trấn về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh giai đoạn 2021-2025, tờ trình của ủy ban nhân dân thị trấn đề nghị phê chuẩn dự toán thu chi và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021, báo cáo của ban kinh tế xã hội hội đồng nhân dân thị trấn về kết quả thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp lần thứ 11, báo cáo của ban pháp chế hội đồng nhân dân thị trấn về kết quả thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp lần thứ 11. Ngày 30 tháng 12, Hội đồng nhân dân xã Lạm Lịch khóa 3, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 13, đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020, mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021, công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân xã năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác chỉ đạo điều hành năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác. Tại kỳ họp, đại diện Ủy ban nhân dân xã thông qua báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Trong năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện và sự quyết tâm của các ban đoàn thể của xã, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn xã đạt được những kết quả tích cực. Về sản xuất nông nghiệp, tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt gần 1.400 tấn, đạt 115,13% kế hoạch về chăn nuôi gia súc gia cầm của xã phát triển ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Toàn xã có trên 3.300 con gia súc và đàn gia cầm, trên 12.300 con. Quản lý nhà nước về đất đai, tài chính có nhiều tiến bộ, cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi xã hội tiếp tục được quan tâm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, sự nghiệp giáo dục, y tế có chiều hướng chuyển biến rõ nét quốc phòng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống tinh thần và chất của nhân dân được nâng lên. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban của Hội đồng Nhân dân xã cũng thông qua các báo cáo, tờ trình, dự thảo, nghị quyết. Tại kỳ họp thứ 13, Hội đồng Nhân dân xã đã nhất trí thông qua 4 nghị quyết về mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021, Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết về quyết toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2021. Nghị quyết về dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2021. Dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay, dự báo lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng cao so với những ngày thường, nhất là tại tuyến quốc lộ 279 đoạn qua địa bàn huyện để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, huyện Mường Ảng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến nhân dân. Lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo cho người dân và du khách tham gia dịp nghỉ Tết Dương lịch vui vẻ, an toàn. Tập trung kiểm tra xử lý những vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, chở hàng công cành quá số người quy định, đi không đúng phần đường người ngồi trên xe mô tô gắn máy không đội mũ bảo hiểm. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện đã chủ động kịp thời tổ chức triển khai thực hiện nghiêm quyết liệt chỉ đạo của Trung ương Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh về các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách theo diễn biến tình hình dịch bệnh và yêu cầu mới của công tác phòng chống dịch. Thành lập các tổ điều tra giám sát các công dân từ vùng dịch trở về trên địa bàn huyện thành lập ban chỉ đạo phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona trên địa bàn, phân công nhiệm vụ ban chỉ đạo, bố trí kinh phí cho các cơ quan đơn vị thực hiện phòng chống dịch bệnh theo quy định. Đến nay, trên địa bàn huyện chưa ghi nhận ca nhiễm bệnh covid-19. Huyện đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp cách ly toàn xã hội theo chỉ thị số 15, chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thành lập hai khu cách ly tập trung tại trường trung học cơ sở Ảng Cang và trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng do dịch trên địa bàn. Hỗ trợ trên 22.000 đối tượng bị ảnh hưởng với tổng kinh phí chi trả trên 17,6 tỷ đồng. Vừa qua, Bộ Y tế gửi tin nhắn thông báo tới từng người dân về việc cần đề cao cảnh giác phòng chống dịch COVID-19. Theo Bộ Y tế, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp trên thế giới, đặc biệt đã phát hiện các trường hợp mắc bệnh nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân luôn đề cao cảnh giác phòng chống dịch, khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép, lập tức thông báo ngay cho chính quyền địa phương để tổ chức cách ly xử lý kịp thời. Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân không chủ quan lơ là, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K: khử khuẩn, khẩu trang, khoảng cách, khai báo y tế, không tụ tập đông người của Bộ Y tế. Mỗi người dân Việt Nam hãy đồng lòng, quyết tâm giữ vững thành quả đã đạt được trong phòng chống dịch COVID-19. Trước đó để chủ động trong công tác phòng chống và phát hiện xử lý kịp thời nguy cơ dịch bệnh COVID-19 có thể xâm nhập, lây lan trong cộng đồng, Bộ Y tế đề nghị những người có tiếp xúc gần và đi cùng với trường hợp bệnh nhân 1140 và bệnh nhân 1451 liên lạc ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm y tế quận huyện, trạm y tế xã phường thị trấn. Những người này cũng có thể gọi đến đường dây nóng của Bộ Y tế 19009095 để được tư vấn hỗ trợ và thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Những năm qua, Đảng Bộ xã Búng Lao thường xuyên quan tâm, gắn công tác xây dựng đảng với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Để tiếp tục nâng cao vai trò và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ xã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 100% tri bộ cơ sở đã tổ chức đăng ký việc làm theo gắn với nội dung chuyên đề hàng năm. Trong công tác xây dựng củng cố tổ chức đảng, đảng ủy xã đã xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy theo hướng phân công rõ nhiệm vụ của từng cấp ủy viên, theo từng lĩnh vực công tác cụ thể, phụ trách địa bàn và thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên. Từ đó phát huy được vai trò, trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên được chú trọng cả về số lượng và chất lượng. Vụ Đông Xuân năm 2020-2021, toàn huyện Mường Ảng dự kiến gieo cấy trên 1.000 ha lúa. Xác định đây là vụ sản xuất chính trong năm, giữ vai trò quan trọng đối với việc thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp cả năm. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng khung lịch thời vụ, quan tâm chỉ đạo cải tạo, tu sửa hệ thống canh mương thủy lợi, đảm bảo nước tưới tiêu cho sản xuất. Cùng với việc xây dựng các phương án sản xuất cụ thể, huyện chú trọng triển khai các giải pháp chuyển dịch cơ cấu giống, chú trọng đưa các giống có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Để đảm bảo vụ mùa đạt kết quả cao, hiện nay chính quyền các xã trên địa bàn huyện tập trung chỉ đạo bà con nông dân khẩn trương cày ải làm đất khơi thông, nạo vét canh mương nội đồng để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất vụ đông xuân theo đúng kế hoạch đề ra. Về cơ cấu giống, căn cứ vào điều kiện sản xuất cụ thể của từng địa phương, lựa chọn và sử dụng bộ giống lúa thích hợp đã được sản xuất đại trà trên diện rộng, ưu tiên các giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn, mở rộng diện tích lúa thuần chất lượng, sử dụng các giống có năng suất chất lượng cao như Bắc Thơm số 7, IR64, J02 với tỷ lệ hợp lý. Người dân không nên sử dụng giống không rõ nguồn gốc, giống chưa được kiểm chứng. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để có biện pháp xử lý, chỉ đạo, đặc biệt chú ý các biện pháp phòng chống rét cho lúa đông xuân để giảm tối đa thiệt hại cho nông dân. Thực hiện vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Thời gian qua, công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri đã được Hội đồng Nhân dân xã Mừng Đăng đặc biệt quan tâm bằng các hoạt động tiếp công dân, tiếp xúc cử tri. Đại biểu Hội đồng Nhân dân xã đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của cử tri để phản ánh và tham gia quyết định tại các kỳ họp Hội đồng Nhân dân. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đại biểu Hội đồng Nhân dân xã đã tiếp xúc 20 đợt, tại 6 điểm với hơn 3.520 lượt cử tri. Qua các đợt tiếp xúc, đã tiếp nhận hơn 250 các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của cử tri và chuyển đến các cơ quan có trách nhiệm trả lời và giải quyết. Những nội dung trả lời của các cơ quan đơn vị đã được thông báo cho cử tri biết để cử tri theo dõi và giám sát việc giải quyết. Về cơ bản, các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan đơn vị chức năng giải quyết thỏa đáng. Một số kiến nghị bức xúc đã được các đại biểu Hội đồng Nhân dân chuyển thành nội dung chất vấn tại các kỳ họp Hội đồng Nhân dân. Quyền làm chủ của nhân dân cũng được thực hiện bằng hình thức dân chủ, trực tiếp thông qua việc tổ chức để nhân dân tham gia ý kiến trực tiếp vào các dự thảo dự án luật mới ban hành theo yêu cầu của Quốc hội tham gia ý kiến vào các hương ước bảo vệ rừng tạo sự đồng thuận của nhân dân khi tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đã được thường xuyên quan tâm thực hiện đi vào nền nếp theo quy định của pháp luật thường xuyên theo dõi đôn đốc việc giải quyết của các cơ quan liên quan bằng những việc làm trên trong thời gian qua hội đồng nhân dân xã đã thực hiện được vai trò đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân về cơ bản đã bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân sau hơn 15 triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Xuân Lao mới chỉ hoàn thành được 6 trên 19 tiêu chí. Nhiều tiêu chí không thể triển khai thực hiện một cách đồng bộ do phần lớn các tiêu chí phụ thuộc chủ yếu vào ngân sách của nhà nước. Hiện tại Xuân Lao vẫn còn trên 36% hộ gia đình thuộc diện nghèo nên việc huy động vốn đối ứng xây dựng các công trình phúc lợi xã hội khó thể thực hiện. Đối với các tiêu chí về môi trường, văn hóa, hình thức tổ chức sản xuất cũng gặp nhiều khó khăn vướng mắc do phương thức sản xuất chăn nuôi của nhân dân trên địa bàn vẫn còn manh muốn nhỏ lẻ. Từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống, tiến tới giảm dần số hộ gia đình nghèo trên địa bàn vẫn đang là mục tiêu quan trọng mà cấp ủy chính quyền xã Xuân Lao ưu tiên triển khai thực hiện. Trong những năm qua, Hội Nông dân xã Hàng Nưa thường xuyên đổi mới nội dung phương thức hoạt động, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua và chỉ đạo hội viên tham gia sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Hội nông dân xã Hàng Nưa hiện có trên 600 hội viên. Để tạo cho hội viên có vốn, hội đã đứng ra nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện gần 9 tỷ đồng cho các hội viên vay để phát triển sản xuất. Nhờ sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, đến nay toàn hội có trên 60 hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Bên cạnh đó, hội còn vận động hội nông dân tích cực lao động sản xuất, thăm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phân đấu năng suất sản lượng năm sau cao hơn năm trước, tăng hộ khá giàu, giảm hộ nghèo, tích cực tham gia hiệu quả phát triển kinh tế xã hội và chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Hội cựu chiến binh xã Búng Lao giúp nhau phát triển kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi, Hội cựu chiến binh xã Búng Lao đã có nhiều hoạt động giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, giảm nghèo vươn lên làm giàu, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Hội cựu chiến binh xã Búng Lao hiện có gần 220 hội viên sinh hoạt ở 13 chi hội những năm qua hội luôn đoàn kết gắn bó tích cực lao động sản xuất xây dựng nếp sống văn hóa trong mỗi bản và từng gia đình hội viên các hội viên cựu chiến binh luôn gương mẫu chấp hành tốt đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước không mắc các tệ nạn xã hội phong trào cựu chiến binh giúp nhau xoa đói giảm nghèo và làm kinh tế giỏi được hội tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các hội viên đã tích cực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và chia sẻ những kinh nghiệm Áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất góp phần tăng năng suất, tăng thu nhập cho gia đình. Từ sự hỗ trợ của Hội Cựu chiến binh xã mà nhiều mô hình làm kinh tế giỏi trên địa bàn xã do cựu chiến binh làm chủ đã xuất hiện và đạt được nhiều hiệu quả thiết thực. Các cán bộ hội viên đã năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, xây dựng được những mô hình kinh tế hiệu quả có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm và giải quyết được việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Hiện nay, toàn hội có 11 mô hình sản xuất kinh doanh giỏi cho thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên và hàng chục mô hình có thu nhập từ 30 đến 100 triệu đồng. Năm 2020, tỷ lệ hội viên nghèo chỉ còn dưới 10%. Số hộ khá giàu trên 50%. Ngoài ra, hội cựu chiến binh xã Búng Lao cũng đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ hội viên về ý nghĩa, mục đích của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, nhiều cán bộ hội viên đã tích cực tham gia đóng góp cùng chung tay xây dựng nông thôn mới như tự nguyện hiến đất, góp tiền của, ngày công để làm đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi công cộng ở địa phương. Ngoài ra, mỗi hội viên còn nêu gương và tích cực vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác đúng nơi quy định, trồng cây xanh, góp phần giữ gìn môi trường. Đồng thời, vận động các tổ chức cá nhân hỗ trợ nhiều phần quà kịp thời, giúp đỡ hội viên khó khăn trong những dịp lễ Tết hay ốm đau phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, hội cựu chiến binh xã sẽ tiếp tục triển khai nhiệm vụ giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, tạo điều kiện cho các hộ cận nghèo có điều kiện tham gia phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, đẩy mạnh các phương án sản xuất kinh doanh ngày càng có hiệu quả. Từ đó, giúp hội viên cựu chiến binh có thêm điều kiện làm giàu cho gia đình, cho quê hương và góp thêm công sức xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Công an huyện Mường Ảng đẩy mạnh công tác phòng chống ma túy. Thưa quý vị và các bạn, ma túy là một hiểm họa lớn đối với xã hội. Tuy nhiên, lợi nhuận mang lại từ việc buôn bán ma túy đã khiến cho nhiều người bất chấp hậu quả lao vào buôn bán sử dụng trái phép chất ma túy. Với quyết tâm ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn, trong những năm qua, Công an huyện Mường Ảng đã phối hợp với ban ngành, đoàn thể, tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền và vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống ma túy. Mường Ảng là huyện nghèo, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn. Tình hình hoạt động của tội phạm về ma túy trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Nổi lên là hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma túy, nhất là các vụ buôn bán ma túy nhỏ lẻ gây phức tạp về an ninh trật tự phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Bên cạnh đó, số người nghiện trên địa bàn huyện lớn trên 1.000 đối tượng. Đây là một trong những nguồn chủ yếu làm gia tăng tội phạm về ma túy, ảnh hưởng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng, nhất là gây khó khăn cho công tác phòng ngừa, đấu tranh chống đấu tranh chống tội phạm về ma túy trên địa bàn huyện. Trước tình hình bọn tội phạm ma túy lợi dụng trình độ dân trí còn thấp, lôi kéo một bộ phận người dân sử dụng, vận chuyển, buôn bán ma túy trái phép, Công an huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy trong cộng đồng dân cư, tổ chức lễ gia quân tháng hành động phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy, đồng thời đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm ma túy. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, chính quyền cơ sở, tổ chức tuyên truyền hàng trăm buổi về công tác phòng chống ma túy tại 10 trên 10 xã thị trấn. Qua đó, nâng cao được ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã chủ trì, phối hợp, bắt giữ 76 vụ, 82 đối tượng, vật chứng thu giữ trên 7.129 gam heroin, trong đó có 20 bánh heroin trên 8.400 viên hồng phiến và 1,5 gam nhựa cây thuốc viện. Đặc biệt phá thành công 3 chuyên án lớn, đạt 100% chỉ tiêu Công an tỉnh giao. Tội phạm ma túy là một trong những nhóm tội phạm manh động và liều lĩnh nhất. Chính vì vậy, trong thời gian tới, ngoài việc đẩy mạnh công tác nghiệp vụ, Công an huyện Mường Ảng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình, xã hội. Nhất là tầng lớp thanh thiếu niên, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các chất ma túy. cuối chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe thông báo rơi giấy tờ. Tên tôi là Lò Văn Cương, địa chỉ bản Coen, xã Ảng Cang, huyện Mường Ảng. Ngày 29 tháng 12 năm 2020, trên đường đi từ bản Coen ra trung tâm y tế huyện Mường Ảng, tôi có đánh rơi một chiếc ví màu đen, bên trong có một đăng ký xe máy biển kiểm soát 27B1 36710, một giấy phép lái xe, một bảo hiểm xe máy, một chứng minh nhân dân đều mang tên Lò Văn Cương. Nếu ai nhận được, vui lòng nhắn lại theo địa chỉ Lò Văn Cương, Bản Coen, xã Ảng Cang, huyện Mường Ảng hoặc theo số điện thoại 0984 790 143. Tôi xin chân thành cảm ơn và hậu tạ. và đến đây chương trình phát thanh của trung tâm văn hóa truyền thanh truyền hình xin phép được khép lại chương trình được thực hiện bởi các phóng viên nguyễn hoàn anh luân nguyễn hưởng với sự tham gia của phát thanh viên khánh hòa chịu trách nhiệm nội dung giám đốc phạm văn quyết cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe